Hi, à, Ly xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay á Li xin chia sẻ về cái công việc đầu tiên của Ba Li sau khi định cư Mỹ nha. Thì cái công việc này á nói chung là ngẫu nhiên thôi chứ không phải là có ý định đi tìm việc từ trước. Thì là Li với Ba Li dẫn William đi học, sau đó là đi qua siêu thị để mua một tí đồ rồi ly um, ly với ba ly làm đi uh, tham quan siêu thị với lại uh, mua xong đồ hết rồi thì ly mới chọc ba ly á ly nói bà có muốn làm siêu thị không con uh, đi hỏi uh, coi có tuyển người hay không nha xong ba ly nói ừ uh, hỏi thử đi xong rồi hai cha con tè tè đi tới cái quầy á gặp um, cái con bé kia kìa xong rồi hỏi bé đó à hỏi bé ơi ở đây à, có đang tụy người không bé xong rồi bé nói là không biết nữa uhm, à, chị đi lên cái 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 bên cái phòng tài vụ đó hỏi cái anh đó thử coi chứ em cũng không có rõ nữa Xong rồi hai cha con Ly là tay 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 ta, ta đi lên trên chỗ cái phòng tài vũ đó gõ cửa Xong rồi có một anh đi ra mở cửa xong rồi thấy Ly xong rồi cấm Ly mới hỏi á Làm phiền cho hỏi ở đây là có đang tuyển người hay không Thì anh nói là có đang tuyển người xong rồi anh hỏi là Ly đi kiếm việc hả Là Ly nói không phải, Ly kiếm việc cho ba Ly á xong rồi cấm ảnh nhìn qua bali anh hỏi cấm rồi anh hỏi ủa bali có biết tiếng anh hay không ly nói không có biết tiếng anh à, nhưng mà bali biết uh, tiếng việt tiếng uh, phổ thông với lại tiếng quảng nữa tại uh, ba ở bên việt nam mới qua nên đang cần uh, kiếm việc rồi uh, sau đó anh hỏi uh, là có biết xem cái ngày tháng không ngày tháng ở trên cái sản phẩm đó thì uh, uh, ly nói biết ba biết coi ngày tháng anh nói rồi vậy được rồi à, vậy vậy là được rồi à, biết tiếng 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 hoa với lại tiếng việt cũng cũng ổn rồi xong rồi các anh nói vậy ngày mai đi làm có đi làm được hay không xong rồi lì lì hỏi bà bà ngày mai đi làm á bà, bà đi làm á có kéo quá không bà các bà nói không được không sao hết á xong rồi à, xong rồi các anh đó anh nghĩ 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 xong rồi anh nói thôi để thứ hai mới đi làm đi thứ hai đi làm để đầu tuần rồi tính tính lương cho nó dễ thì thì là cái công việc của ba ly á là cái um, giống như là sắp xếp hàng ở trên cái kệ ở trên cái um, cái siêu thị đó mấy cái có cái siêu thị có cái kệ hàng đó thì mình sắp xếp hàng trên đó thì uh, hàng ngày là ba ly đi kiểm tra xem là cái hàng nào thiếu thì ba ly sẽ đi vô trong kho đi lấy hàng ra xếp lên rồi với lại uh, mình xem là đôi lúc có một số khách hàng thì họ lấy cái hàng ở chỗ này bỏ chỗ kia này nọ đó thì mình uh, lấy cái hàng đó thì mình xếp lại về chỗ cũ rồi à lúc có hàng gì á thì à, à người ta, cái hàng từ trên xe tải xuống hay là từ xe, xe công xuống đó thì à, người ta xuống hàng rồi ba ly lôi vô trong kho rồi để lại cái um, cái chỗ cái chỗ từng khu từng khu đó thì lôi đó đó thì à ba ly á là phụ trách về cái um, cái 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 tải cái siêu thị nó có một hàng một hàng nè thì Bali uh, phụ trách về bên chỗ đồ hộp với lại uh, bên chỗ mấy cái hàng uh, khô đồ khô uh. thì lợi thế của Bali á uh, là Bali biết tiếng Việt và tiếng Hoa mà đa phần những cái sản phẩm ở chỗ cái siêu thị này thì uh, họ đều có um... tiếng Anh, tiếng Việt hoặc là thêm một ngôn ngữ khác nữa thì ở đây là có tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thái, uh, có một số thì hoàn toàn tiếng Hoa hết rồi hoặc là có tiếng uh, tiếng hoa với tiếng anh nên là mình uh, mình phải xem cái 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 nếu mà mình muốn xem cái um, nhãn uh, cái cái đó là hàng gì nó cũng dễ uh, có nhưng mà tại là Bali là đàn ông nên là nói chung là ít khi đi chợ nên là khả năng nhận biết các cái mặt hàng á nó cũng không chưa có được nhiều nữa với lại À, những cái mặt hàng ở đây ở siêu thị á, thì đa phần là cái màu nó giống 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 nhau không à. Nhưng mà có một số chi tiết nhỏ xíu à nó khác nhau giống như là cái mùi vị khác nhau này nọ đó. À, nói chung á là những cái mặt hàng ở siêu thị thì có rất nhiều là mặt hàng khác nhau, rồi nhãn hiệu khác nhau, rồi uh, uh, hương vị khác nhau, rồi uh, phân loại tùm lum tà la hết á thì cái này là ai nói chung là ai đi vô làm thì cũng phải mất một thời gian để từ từ mình mình ghi nhớ hết những đó chắc khoảng một hai tuần á à, thì bali mới là thực sự là nhận biết là những cái mặt hàng ở trong đó tại nó nhiều quá với lại bali là ở bên việt nam bali làm rậy không ạ à? chưa có từng đi làm công ty qua chưa có đi chợ thì cũng ít nữa nên cái này cũng là một cái khó khăn đối với bà ly ở những cái một hai tuần đầu tiên giờ làm việc của bà ly á là từ tám giờ rưỡi sáng tới tám giờ tối thì ở đây họ không có quy định là khi nào nghỉ ngơi hết nên là khi nào mình cảm thấy mệt thì mình nghỉ rồi muốn đi vệ sinh hay là muốn ăn uống này nọ khi nào mình cảm thấy là mình cần thì mình đi thôi thì họ không có quy định thời gian là mấy giờ nghỉ tới mấy giờ thì thì cái này là mình mình tự do các bạn thân cái nhu cầu của mọi người thôi. Rồi một tuần thì họ cho nghỉ một ngày. Một, một ngày thì mình những cái người làm ở trong này họ sẽ sắp xếp giống như người này nghỉ ngày hôm nay rồi người kia nghỉ ngày bữa khác đó để không có trùng nhau á để có có cái người nó luân chuyển công việc á chứ không là hai ba người nghỉ cùng một lúc rồi không có ai sắp xếp hàng nữa nên là một tuần họ cho nghỉ một ngày lương thử việc họ trả cho ba ly á là hai ngàn rưỡi một tháng ngoài ra thì họ còn có cho thêm 4 đồng mỗi ngày á để phụ cái cái bằng phụ phí phụ phí cái tiền ăn đó thì họ trả thêm 4 đồng một ngày thì làm ở chỗ này á thì mấy tuần thì ly có hỏi ba ly á là có cực không bà làm để có cực không bà thì bà nói làm đâu mà không cực chỉ có làm biến là không có cực thôi <laughs> nhưng mà nói chung là làm ở đây á là có cái lợi thế là biết sao không? tại cái chỗ này cái siêu thị này gần nhà ly á cách nhà ly có mấy trăm mét thôi nên nếu mà ly không có đưa đón ba ly đi làm được á thì ba ly có thể đi bộ 10 15 phút là tới nơi à cũng gần lắm thì đi bộ đi được nên là đối với những cái người mà mới qua mỹ rồi không biết tiếng anh rồi không biết lái xe á, thì cái công việc này nói chung là 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 rất là hợp rất là hợp nhưng mà có cái cái nhược điểm á là cái thời gian làm việc là quá dài luôn là từ 8 giờ rưỡi sáng tới lại 8 giờ tối là 11 tiếng rưỡi lận rồi với lại một tuần nghỉ có một ngày ạ à. nên cũng là không phải là cái công việc lý tưởng không không phải là công việc lý tưởng nói chung là cái thời gian làm dài là không có nhiều ngày nghỉ với lại không có được nghỉ um, thứ bảy chủ nhật á tại thứ bảy chủ nhật có người ta nghỉ rồi nên là những cái ngày đó là ba ly không có được nghỉ um, nên bây giờ ly cũng đang uh, kiếm cái công việc khác nói chung là tốt hơn để cho ba ly làm thì mình ngẫu ngẫu nhiên mình có cái công việc mình làm để 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 trải nghiệm thôi uh, trải nghiệm rồi mình đi kiếm công việc khác tốt hơn thì uh, mình uh, làm này. thì mình xin nghỉ công việc này làm công việc khác thì ly sẽ chia sẻ thêm với mọi người sau nha uh, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem cái video của ly nha xin bye bye và hẹn gặp lại